Tránh xa 9 điều tối kỵ trong giao tiếp để không có thêm kẻ thù. 1. Tránh trên cao nhìn xuống, đừng tự cho mình quyền nhìn người khác bằng ánh mắt bề trên. Khiêm nhường và chan hòa sẽ giúp bạn nhận được sự tôn trọng từ người khác. 2. Tránh tự khoe khoang bản thân, đừng phô trương quá nhiều về thành tích, xuất thân hay bằng cấp của mình. Khiêm tốn luôn là đức tính đáng quý. 3. Tránh thao thao bất tuyệt, hãy chú ý và nắm bắt cảm xúc của đối phương, đừng nói liên tục về một chủ đề mà họ không hứng thú. Lắng nghe và tương tác là cách để duy trì cuộc trò chuyện thú vị. 4. Tránh tự ý xen ngang, đừng chen ngang khi người khác đang nói. Hãy để họ nói hết câu rồi mới đưa ra ý kiến của mình. Điều này thể hiện sự tôn trọng đối phương. 5. Tránh động tay động chân, cử chỉ trỏ vào mặt đối phương hay cắn móng tay sẽ làm mất cảm tình. Hãy chú ý đến cử chỉ của mình để duy trì hình ảnh lịch sự. 6. Tránh phân tán tư tưởng, tập trung lắng nghe và nhìn vào người đối diện khi họ nói. Sự lắng nghe thể hiện sự tôn trọng và giúp bạn hiểu rõ nội dung câu chuyện. 7. Tránh nói móc cười nhạo, đừng chế giễu người khác khi họ lỡ lời. Sự tôn trọng và không châm chọc sẽ giúp duy trì mối quan hệ tốt đẹp. 8. Tránh chỉ trích ác ý, dù khác quan điểm, hãy diễn đạt ý kiến của mình một cách khéo léo và nhã nhặn. Tránh gây tranh cãi bằng những lời chỉ trích thẳng thừng. 9. Tránh dài dòng lan man, giao tiếp ngắn gọn, đi thẳng vào trọng tâm sẽ giúp cuộc trò chuyện hiệu quả và hấp dẫn hơn. Tránh nói lan man để không làm mất thời gian của đối phương. Like, share, follow để Tôi Vẽ Tương Lai mang đến cho bạn thêm nhiều bài học nữa nhé!